tí nha. Chừng nào con lấy vợ tí tí. Không biết vợ con trong thiên nhiên này còn không nữa. Tất cả rái cá đang bị bắt nhốt làm thú cưng trên mạng rất là nhiều. Lỗi là do Tion từ năm 2014 ảnh hưởng trên toàn thế giới. Và lỗi thứ nhì nữa là vì các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã đã làm hại Tion, không ủng hộ Tion. Do các thành viên của quý vị quá đông và tạo ác nghiệp với Tion nên Covid-19 bắt buộc phải có. Dạ, để cho quý vị nhớ, hãy ủng hộ Tion. Quý vị đã biến Tion thành trò cười trong việc bảo tồn thú hoang dã. Quý vị cướp đi công lao của Tion để nói tốt về bản thân của mình. Quý vị tận hưởng niềm vui với Tion, sau đó lại hủy diệt Tion bằng sự ganh tị, bằng sự ích kỷ, bằng sự tham lam. Nhưng Tion vẫn miễn nhiễm với dịch bệnh. Tion có sức khỏe phi thường, phi thực tế. Tion tự tại trong biển khổ, rái cá vẫn ở bên Tion. Không gì có thể làm khó được Tion. Tion tự làm khó bản thân của mình mà quý vị. Khi người ta nói xấu tôi vẫn im lặng và chịu đựng để cho họ nói đã miệng thôi đi. Yeah. Tôi tự làm khó bản thân của mình để tôi cố gắng hơn nữa. Cho đến khi tôi đã cố gắng hết sức. Yeah. Cuối cùng là sự tự tại, đó là sự cố gắng hết sức của tôi. Tự tại giải thoát khỏi phiền não thế gian.